Em chào anh Dũng ạ. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ai là Triệu Phú. Tôi tên là Nguyễn Thùy Linh, năm nay 39 tuổi, hiện đang công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tôi đến từ Hà Nội. Thực ra là phần giới thiệu thì cứ theo đúng form thì cứ phải giới thiệu tên tuổi. Dạ. Nhưng mà riêng phụ nữ thì không giới thiệu tuổi cũng được, không sao. Dạ. Nếu không giới thiệu tuổi thì nhiều khi mọi người nhìn nó tưởng là có 29 thôi. Dạ. Vâng, mời bạn Linh lên ghế nóng. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi đọc bản đăng ký của bạn thì thấy rằng là bạn là một người chăm chỉ, khéo dạ. tay, dạ. có gu thẩm mỹ. Dạ, nhưng thường những người như vậy là khó tính. Bạn nghĩ bạn khó tính không? Em cũng nghĩ em hơi khó tính. Thế ở nhà thì thường những người xung quanh là nhận xét như nào về cái sự khó tính đấy, hay là không ai dám nói gì? Có nhận xét rất nhiều anh ạ. Chồng em thì ít nói thì không nhận xét, nhưng trẻ con thì hay nhận xét về mẹ. Vâng. Là mẹ hay nói nhiều. Vâng, các cháu nó chưa biết sợ đấy. Chứ dạ. là anh ấy cũng muốn nói nhưng chắc dạ. không dám thôi. Chắc vậy ạ. Vâng. Người nói nhiều mà là phụ nữ hay nói nhiều thì thường là những người rất sáng tạo. Vâng, em cũng nghĩ thế. Cụ thể là cũng hay sơn sửa lại nhà. Em rất thích làm mới, nghĩa là ví dụ một cái không gian thì có thể đồ nội thất trong nhà em thay đổi theo thời gian mà em muốn, hoặc là màu sắc, hoặc là các cái sự kiện. Tức là một năm thì nhà mình là có 4 bộ sofa khác nhau, xuân hạ thu đông. Ví dụ em có 4 màu thật ạ. 4 màu luôn. Vâng. Xong mình đổi ví dụ Noel một màu, Tết một màu. Đấy, tôi biết ngay mà những người nói nhiều là kiểu gì cũng rất là sáng tạo trong cái việc đấy, không bao giờ để yên một chuyện thích gì. Mang việc về cho mình. Rất thích mang việc không? Tôi nghĩ là mình thích cái việc đấy mà. Dạ vâng, em thích. Đấy là cái cách để mình cảm thấy giải trí cho nó đúng thoải rồi mái. Để thư giãn ạ. Vâng, hôm nay bạn đến chơi với chương trình cùng với ai? Hôm nay em đến chơi cùng với mẹ em. Mẹ đẻ em là ở trên kia. Vâng ạ. Chào chào bác ạ. Xin chào anh Đinh Tiến Dũng, xin chào các khán giả theo dõi chương trình trên truyền hình. Tôi là Nguyễn Hồng Vân, 77 tuổi. Vâng. Tôi là dược sĩ đại học đã về hưu. Vâng. Và hiện nay là tôi đến để cổ vũ cho con gái tôi là Nguyễn Thị Linh. Vâng. Thì kiến thức thì vô cùng là rộng lớn và vâng. sự hiểu biết thì có hạn. Cho vâng. nên mẹ tin rằng con sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin vâng. để trả lời được thật nhiều câu hỏi. Mẹ chúc con thành công. Vâng, nói chung là nếu mà học về ngành dược thì thường là những thứ liên quan đến thuốc thang là bác nắm cũng chắc này. Yeah. Một chút về liên quan đến bệnh tật, các thứ dùng thuốc gì là bác cũng biết này. Yeah. Thêm nữa là ngày xưa bác đi học thì kiểu gì bác cũng biết rất nhiều về các loại cây cỏ rồi tên khoa học về của dược cây liệu. Cối. Vâng. Vâng. Đến đấy là những cái phần mà nếu như bạn cần thì có thể sẽ nhớ đến mẹ mình trong việc đấy. Vâng. Cháu cảm ơn bác Vân ạ. Bác cứ ngồi trên đấy đợi một chút rồi khi nào đến phần là bạn ấy cần nhờ đến mẹ thì bác sẽ xuống đây để trợ giúp cho bạn ấy ạ. Vâng ạ, cũng hy vọng nếu mà có điều kiện thì giúp đỡ được con thì tốt quá. Vâng ạ. Vâng, xin chào anh Trọng Tài. Vâng, chào anh Nguyễn, chào người chơi. Vâng. Xin chào chị Hương, chào Việt Hoàng. Vâng ạ, đây người chơi của chúng tôi là một người mà rất thích đề co lại nhà cửa. Thì cái này tôi cũng không hiểu lắm đâu, tại vì ở nhà vợ tôi cũng như vậy. Không biết là chị Quỳnh Hương cũng cùng là phụ nữ thì có chia sẻ về vấn đề này không ạ? Làm việc trong một cái môi trường nó rất là định lượng, cần sự đòi hỏi chính xác thì cũng sẽ có nhu cầu xoa dịu và làm mới tâm hồn. Vì vậy cho nên là việc là decor nhà cửa tôi nghĩ rằng là một cái biện pháp rất là tất yếu để cân bằng cuộc sống thôi. Hoàng thì sao, em trong đời sống sinh viên một năm dọn nhà mấy lần? Ui, thực ra là đối với sinh viên của em thì về đến nhà nếu mà có chỗ để nấu với có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi. Nên rồi, là thường tức là mình chỉ dọn dọn bới bới ra đủ chỗ để ngủ là được thôi đúng không? Còn tức xung quanh có gì thì chỉ kệ. Có lúc nào mà một vài dịp đặc biệt chẳng hạn, ví dụ như là có bạn đến chơi nhà hay là cần phải có một cái gì đấy chẳng hạn. Sinh nhật thì sao? Đúng rồi, tức là có một cái dịp gì đấy mà mình cần phải sử dụng cái phòng của mình thì lúc đấy mình sẽ nghiêm túc vào với công việc dọn phòng. Chứ còn thực ra những cái liên quan đến decor, đến trang trí, những công việc gia đình thì em đang có cuốn sổ đấy rồi, chắc là em sẽ ghi lại rồi sau này ví dụ có gia đình thì em sẽ nghiên cứu mấy cái này. Cũng nói luôn là em sẽ sốc khi mà em lấy vợ rồi, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều, đặc biệt trong vấn đề dọn nhà. Vâng. Cảm ơn các nhà thông thái ạ. Bà Linh thân mến, như vậy là tất cả đã sẵn sàng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là một loại kính mắt áp tròng, áp chảo, áp suất hay là áp lực? Mời bạn. Em xin chọn đáp án A là đáp án cuối cùng của em ạ. A, áp tròng. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Tóc sâu thường có màu sắc tự nhiên chủ đạo là gì? Nâu, vàng, đỏ hay là trắng? Mời bạn. Đáp án D là đáp án cuối cùng của em ạ. D. Cái này chị em có vẻ khá quan tâm. Vâng. Phương án D là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3.
cụm từ nào thường dùng để chỉ người đang rơi vào tình thế hết sức nguy ngập, hiểm nghèo? Ngàn tấn treo sợi chỉ, ngàn tạ treo sợi lông, ngàn cân treo sợi tóc, hay là ngàn tiến treo sợi tơ, mời bạn. Ngàn cân treo sợi tóc, đáp án C là đáp án cuối cùng của em. C, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Tỉnh nào sau đây không giáp biển? Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa hay là Hải Dương, mời bạn. Trong 3 đáp án, Quảng Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa thì đều là có bãi biển và giáp biển, thì theo em đáp án D, Hải Dương D. là tỉnh không giáp biển, đáp án D là đáp án cuối cùng của em. Phương án D, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Rất nhanh, chúng ta đến câu số 5, xin mời câu hỏi số 5. Tại sao tàu Titanic bị chìm vào năm 1912 và chạm với tàu khác và phải băng trôi? Chập điện, chở quá trọng tải, xin mời bạn. Và phải băng trôi, đáp án B là đáp án cuối cùng của em. Vâng, và phải băng trôi. Ngay lần đầu chuyến đi đầu tiên đã va phải băng trôi và chìm luôn. Phương án B là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Mà bạn là thường thích những cái mảng chủ đề như thế nào? Em thích về văn học và về xã hội. Tức là một người cũng có thẩm mỹ và lãng mạn một chút. Dạ vâng, à, cũng có tâm hồn ạ. Vâng, hồi trước là có hay chép thơ với chép bài hát các thứ vào sổ không? Dạ, chép thơ thì có, chép bài hát thì không, nhưng mà em cũng thích nghe nhạc. Dòng nhạc bạn thích nghe là dòng nhạc em gì? Em thích nghe nhạc trẻ, nhạc kiểu trữ tình trẻ. Trữ tình ca trẻ. Ca sĩ thích, yêu thích là Mỹ Tâm. À, thế tôi cũng biết gu của bạn rồi. Mỹ Tâm bây giờ cũng nhiều bài mới lắm, chắc là bạn cũng nghe đều. Em cũng có nghe ạ. Có đi dự live show nào của Mỹ Tâm chưa? Dạ em có. Vâng, đi, bây giờ Mỹ Tâm còn làm cả live show ở trên Đà Lạt. Online nữa. À vâng, đúng nên rồi. Là có thể dễ tiện cho người theo dõi hơn. Vâng. Vâng. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng hiện tại của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Từ thời điểm này thì các nhà thông thái sẽ ngừng kết nối với trường quay. Họ sẽ quay trở lại khi bạn cần đến. Và bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Vâng, em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Theo Tổng cục Môi trường, chất lượng không khí đo được ở mức tốt sẽ được biểu thị bằng màu sắc gì? Xanh, tím, da cam hay là đỏ, mời bạn. Đúng là ngồi trên ghế nóng thì đúng là cái cảm giác nó cũng hơi hồi hộp. Hơi hồi hộp. Bình thường thì những câu hỏi này có thể trả lời ngay. Ví dụ cứ coi như là không ngồi ghế nóng đi. Ví dụ không ngồi ghế nóng em có thể trả lời là xanh. Xanh. Đỏ thì chắc chắn là không tốt rồi. Rồi. À, cam thì em không thấy màu này. Vâng. Tím. Tím thì em cũng đang chắc là đang hơi hoang mang. Vâng. Nó sẽ theo cấp độ. Thì là tím, đỏ và xanh. Cam thì em loại rồi. Vậy em xin chọn màu xanh ạ. Màu xanh. Đáp án A. Đáp án A. Đáp án cuối cùng của em ạ. Vâng. Và đáp án A là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Chỉ số chất lượng không khí AQI ở giá trị từ 0 đến 50, tức là chất lượng không khí ở mức tốt, thì màu sắc sẽ hiển thị là màu xanh. Tôi tưởng là chị em phụ nữ thường sẽ rất quan tâm việc này. Ví dụ như là trước khi ra đường thì hay quan tâm đến thời tiết rồi không khí như nào để lựa đồ cho nó phù hợp. Bạn không có cái thói quen này? Thật ra là em rất thạo cái này, nhưng mà em cảm giác như sau Covid là trí nhớ em hơi giảm sút ạ. Vâng. Nên là đôi khi có những câu hỏi rất là dễ nhưng mình vẫn phải một lúc mình mới nhớ ra được. Sau Covid tôi cũng có cảm giác là trí nhớ của mình cũng mất đi một nửa. Dạ. Bây giờ những cái khoản mà tôi vay người ta là tôi quên hết, nhưng người ta vay tôi vẫn nhớ hết. Nên là tôi nghĩ là nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Dạ. Như vậy là bạn đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Nguyễn Kim Thành là tên thật của nhà thơ nào? Xuân Diệu, Tố Hữu, Quang Dũng hay là Chế Lan Viên? Mời bạn. Câu này em biết và em
Xin chọn đáp án B, tố hữu. Đáp án B, là tố hữu. Đáp án cuối cùng của em. Vâng, không cần suy luận gì luôn. Dạ. Bạn biết chắc chắn luôn. Vâng ạ. Vâng, bạn đọc thông tin hay là bạn có... Dạ, em cũng trong học phổ thông thì mình cũng được học rất là nhiều bài thơ về tố hữu. Vâng. Thông tin về tác giả thì mình cũng nhớ. Vâng, tôi nhớ là mình cũng học phổ thông cũng cách đây khoảng hơn 20 năm, gần 30 năm. Đúng rồi ạ. Mà bạn vẫn nhớ vậy chứng tỏ Covid nó không làm gì được bạn đâu. Vâng, phương án B là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Cảm ơn anh. Như vậy là bạn đã không cần sự trợ giúp nào vượt qua được câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Điều tuyệt vời là bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Waribashi là dụng cụ ăn uống nào trong văn hóa Nhật Bản? Dao, bát, đũa hay là thìa? Mời bạn. Em biết là cái câu hỏi dạng như này trong chương trình Ai Là Triệu Phú là rất cần dùng đến Google. Và em hiện tại, ví dụ Wasabi thì em biết, nhưng mà Waribashi thì em chưa có thông tin. Vâng. Nên là em xin gọi điện cho người thân ạ. Vâng, bạn quyết định rất nhanh. Bạn gọi cho ai? Em gọi cho chồng em, Nguyễn Thanh Hải. Nguyễn Thanh Hải. Dạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với anh Hải ạ. Alo. Vâng ạ, xin chào anh Hải ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ. Chào vâng ạ. Trường quay. Vâng, anh Hải, mình để nhạc chuông là bài nhạc gì đấy ạ? Công ty cài đúng không ạ? Vâng. Vâng, yêu công ty. Còn cái này là công ty bắt buộc cài hay là mình chủ động tự nguyện cài ạ? Không, tình yêu đến từ con tim ra là tôi tự nguyện là chính anh ạ. À vâng, chắc là anh đã nhận ra tôi và biết tôi gọi điện đến thì làm việc gì rồi. Tôi đang ngồi với nóc của nhà mình. Thì hiện nay là chị đang gặp khó khăn một chút với câu hỏi của chương trình. Anh sẵn sàng hỗ trợ chưa? Vâng, sẵn sàng rồi đấy anh. Vâng ạ, hai vợ chồng sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 vâng. giây, bắt đầu. Anh ơi, hộ em nhé. Waribashi là dụng cụ ăn uống nào trong Nhật Bản? W-A-R-I ngắn B-A-S-I B-A-S-I Nhật Bản nhé, dao, đũa, bát, thìa. Waribashi à? W-A-R-I-B-A-S-I S-H-I S-H-I là... là... chỉ thêm một xíu nữa thôi thì tôi nghĩ là sự trợ giúp sẽ hiệu quả. Chắc là giao lưu với anh nhiều quá nên là đến lúc câu hỏi chính lại không chú tâm. Không, đấy là do tôi giao lưu nhiều lại khó cho em rồi. Vâng. Thực ra tôi nghĩ là vì cái phần Waribashi này cũng khó để có thể đánh vần nên là anh ấy ngồi gõ từng tí một là nó sẽ bị khó đi. Em xin dùng thêm một trợ giúp nữa. Vâng. Là tổ tư vấn. Tổ tư vấn. Dạ vâng. Tổ tư vấn của chúng có ta có thể chị Hương và bạn Hoàng vâng sẽ biết từ này. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào các nhà thông thái ạ. Xin chào anh Dũng và người chơi. Không hiểu sao khi mà ngồi ở trên chiếc ghế này ấy, cứ mỗi một lần các nhà thông thái cứ nghe thấy gọi đến tên là kiểu gì chúng tôi cũng thấy tim nó nhảy lên một nấc. Vâng. Thưa hai nhà thông thái, là người chơi của chúng tôi đang gặp khó khăn và muốn nhờ sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Hai người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng ạ. Sẵn sàng. Các nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Chị Hương với Hoàng giúp em câu này. Waribashi là dụng cụ ăn uống nào trong văn hóa Nhật Bản? Dao, bát, đũa hay thìa? Cái này để em nhớ lại. Thực ra là bởi vì cái này cũng nằm trong một bài báo mà em đã từng đọc rồi, nhưng mà hiện tại là em đang không nhớ rõ là đũa hay là thìa. Đũa. Waribashi. Tức là em đang thu gọn lại được cái đáp án, nhưng mà em đang chị không sẽ chọn đũa. Không chắc nhưng chọn. Vâng. Hai nhà thông thái có vẻ hơi phân vân và không chắc nhưng chọn là đũa. Một người thì bảo là đũa hoặc thìa, còn chị Hương thì chốt là đũa. Trông bạn có vẻ hơi buồn. Em cũng buồn chứ, vì hai sự trợ giúp mà vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Tôi biết cái cách tư duy của các nhà thông thái. Chị Hương là sẽ nổ súng luôn.
chị chọn cái gì là chị sẽ nổ súng trước, sau chị sẽ giải thích sau. Vâng. Còn Hoàng thì sẽ kiểu gạn dần, bới, sau đó bạn ấy sẽ chọn ra cái ngăn kéo mà bạn ấy cất cái thông tin đấy. Em liều thử theo tư vấn của chị Hương. Vâng. Là em chọn đáp án C. C. Dạ vâng, đáp án cuối cùng của em. C, đúng không? Tự nhiên tôi thấy có lỗi. Thôi ạ, lúc này thì thế nào thì cũng là vui vẻ rồi ạ. Đáp án chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sử dụng tới 2 quyền trợ giúp và cuối cùng thì cô ấy quyết định liều. Phải nói thật là tại sao anh lại thấy có lỗi với em? Vì anh đã nói chuyện với anh Hải nhiều quá, khiến cho anh Hải sao nhãng việc trợ giúp em qua điện thoại. Còn trong trường hợp này em nghe các nhà thông thái thì là sáng suốt rồi, vì phương án C là phương án chính xác. Thì chúc mừng em. Cảm ơn anh. Đấy là tên gọi của loại đũa gỗ tách đôi rất tiện lợi. Anh em mình ra quán Nhật ăn hay phải tách đôi này. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Vâng. Em cảm ơn chị Hương. Cũng hơi hú vía tí. Vừa nãy em còn nói với chị Hương đấy là cái câu Waribashi này em được nghe một cái anh nhân viên trong một cửa hàng sushi nói khi mà em đi ăn. Thì em nghĩ rằng là nếu như mà em nói ra cái từ sushi đấy thì có thể là người chơi sẽ thu gọn lại được một vài đáp án. Tại vì ở trong cửa hàng sushi thì chúng ta sẽ không ăn thìa, không ăn bát và không dùng dao. Và em nhớ mang máng như thế. Và rất may là chị Hương đã có một cái quyết định chính xác để mà còn giúp chị Hương thì sao ạ? Chị Hương thì chị biết trước không? Hôm nay mà người chơi chọn một cái đáp án khác thì đây sẽ là cái sự hối hận lớn nhất của tôi trong cái quá trình hỗ trợ ngồi trên ghế nóng nhà thông thái của Ai Là Triệu Phú. Bởi vì là tôi là một người khá là nghiện đồ Nhật. Và cái việc là sử dụng dao hay là bát ấy thì là gần như là không có. Chủ yếu là sẽ dùng đũa, dùng thìa. Mà thìa nó cũng chỉ ở một số món rất là hạn chế. Vâng, cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn chị, cảm ơn Hoàng. Như vậy là bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Bạn còn hai quyền trợ giúp, đó là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến của mẹ mình trên khán đài. Bạn sẵn sàng để với câu số 9 chưa ạ? Em sẵn sàng. Vâng ạ, xin mời câu hỏi số 9. Làng nào ở Thừa Thiên Huế nổi tiếng với nghề truyền thống làm trầm hương? Phú Cam, Phước Tích, Thanh Tiên hay là Thủy Xuân? Xin mời bạn. Câu này em xin dùng trợ giúp 50-50 ạ. Vâng, dùng trợ giúp 50-50 luôn. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi, còn Phước Tích hay là Thủy Xuân? Hiện tại thì em vẫn chưa chắc chắn đâu. Nên là với tinh thần là sẽ dùng hết trợ giúp đến khi nào không thể trả lời được nữa và hết sạch trợ giúp rồi thì sẽ dừng cuộc chơi. Nên là em sẽ dùng nốt trợ giúp là trợ giúp nữa. Mời mẹ em xuống sân khấu để ủng hộ tinh thần và... Vâng. Chốt câu trả lời ạ. Vâng ạ, cháu mời bác Vân ạ. Cháu mời bác Vân, bác xuống dưới trường quay đây để trợ giúp cho con gái ạ. Này, không khó con đấy. Không chắc chắn thì thôi con ạ. Theo mẹ, tức là bây giờ đừng có... Mẹ có thông tin không? Mẹ không có thông tin về trên cái hương này đâu. Hương ở ngoài này thì biết, chứ còn trong kia thì cũng không... Vâng, thôi theo mẹ mà không biết ấy. Con đã đọc rất nhiều cái bài báo và cái hình rất đẹp là chụp những cái làng nghề mà xòe hết hương ra này. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ nhớ bây cái giờ tên thì quên. Con không nhớ thế nổi. Bây giờ nếu con lên được thì 14 triệu, mà nếu con xuống thì lại 2 triệu. Cho rồi, nên là mẹ. Một cái lên được 4 triệu, một cái là mất 8 triệu. Thì thôi con ơi, đi về. Xác định. Vâng. Không thật đấy mà, vì không chắc chắn mà. Bác Vân phải là tiếc. Tư vấn đúng kiểu của người mẹ đấy. Tức là cái gì cũng thấy không an toàn. Vâng. Bao giờ không cũng sẽ khuyên con rồi. Là chọn phương án an toàn. Chứ còn bây giờ nó tiếc. Vâng. Thật ra em thì em rất thích là liều để được lên trên. Nhưng mà bây giờ em đã hết quyền trợ giúp rồi. Giả sử em đến mốc 14 triệu em cũng không còn trợ giúp nào nữa thì em cũng không liều được nữa. Thôi
khi chưa chắc chắn một cái gì thì nên dừng lại đúng thời điểm, em nghĩ thế. Em sẽ dừng tại đây và em sẽ lấy cái số tiền trích một phần này để đi du lịch Huế và đến cái làng nghề truyền thống này để biết đích xác nó là Phước Tích hay Thủy Xuân. Vâng, tức là bạn sẽ chọn dừng cuộc chơi. Em nghĩ số 10 là cũng tương đối đẹp rồi ạ. Vâng ạ, vâng, cháu cảm ơn bác Vân ạ. Bác Vân có thể trở lại khán đài giúp cháu để cháu trao đổi thêm với em. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng tôi đã quyết định là dừng cuộc chơi sau khi sử dụng hết 4 quyền trợ giúp. Phần thưởng của bạn bây giờ chắc chắn là 10 triệu đồng. Lúc nãy em định liều, em định chọn phương án gì để liều? Em định chọn Phước Tích. Phước Tích. Em định chọn phương án B là làng làm về gốm. Phương án D mới là phương án chính xác. Nên là quyết định của em dừng cuộc chơi theo lời khuyên của mẹ là một chính quyết định sáng suốt. Dạ, trước ở đây em liều là bây giờ anh em mình 2 triệu. 2 triệu, mất 8 triệu rồi. Nhưng không sao, anh nghĩ là em có một phần thi rất thú vị. Bây giờ trên đường về thì nghĩ xem cách xử lý ông chồng thế nào trong cái việc là chắc chắn mất tập trung. Vâng ạ. Chứ còn nếu quả đấy mà là mình mà trợ giúp tốt qua điện thoại thì tôi nghĩ là bạn tiết kiệm được một quyền trợ giúp. Vâng. Và phần thưởng của bạn là 10 triệu đồng. Em cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Vâng, xin mời bạn. Thời tiết một chút. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.